Kính chào quý vị và các bạn đến với chương mục Đại đoàn kết của Đài Phát thanh Truyền hình Bạc Liêu. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thời gian qua, các xã thị trấn trên địa bàn huyện Đông Hải luôn quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào này. Bên cạnh lực lượng vũ trang chính quy, các địa phương cũng đã huy động sự vào cuộc của các ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và nhất là sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân trong việc bảo vệ an ninh trật tự, chủ động phòng ngừa phát giác và tố cáo tội phạm, góp phần cùng với chính quyền địa phương xây dựng thế trận an ninh vững chắc giữ gìn sự bình yên trên địa bàn. Xác định xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc có vai trò quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Thời gian qua, lực lượng công an từ huyện đến các xã thị trấn trên địa bàn huyện Đông Hải đã có nhiều giải pháp sáng tạo, tích cực nhằm quy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và người dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn theo đó lực lượng công an đã cùng với cấp quỹ chính quyền mặt trận và các tổ chức đoàn thể địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước và của bộ công an về đảm bảo an ninh trật tự đặc biệt là phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đến quần chúng nhân dân để mỗi người nâng cao ý thức tự giác tham gia bảo vệ an ninh trật tự Xã Long Điền Tây là xã bãi ngang gian biển của huyện Đông Hải, có vị trí địa lý quan trọng về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh ở địa phương. Thời gian qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã cơ bản ổn định, các vụ việc tranh chấp trong nội bộ nhân dân ít xảy ra. Người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo, điều hành, quản lý của Đảng và nhà nước. Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, thời gian qua, Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo lực lượng công an xã làm tốt vai trò tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã và ban chỉ huy công an quyện triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa xã hội kết hợp với phòng ngừa nghiệp vụ chủ động giải quyết các vụ việc các mâu thuẫn tranh chấp trong dân ngay từ cơ sở không để bị động bất ngờ từ đó góp phần đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã lâm tây là vùng sâu vùng xa của huyện đông hải thì điều kiện trong thời gian qua cũng còn gặp nhiều khó khăn nhất là tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn trên xã hội trên địa bàn. Thì trong thời gian qua thì được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của huyện ủy, ủy ban nhân huyện cũng như các ngành chức năng của cấp huyện, đặc biệt là ngành công an huyện chỉ đạo trong thời gian qua thì đối với xã thực hiện kế hoạch chỉ đạo của cấp trên thì đối với đảng ủy xã thì chỉ đạo cho chủ tịch mặt trận tổ quốc của xã phối hợp chặt chẽ với ngành công an, quân sự cũng như các tổ chức quần chúng từ xã đến các ấp tham mưu giúp cho đảng quỹ ủy ban trong công tác phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thì trong thời gian qua thì đối với xã đã thành lập các cái đội phong trào như công tác phòng chống tội phạm hội cựu chiến binh thành lập cái đội phòng chống tội phạm để phối hợp các ngành từ xã đến các cấp để thực hiện tốt cái công tác phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc thì nhìn chung thì trong thời gian qua thì đối với các cái hội đồng thể phối hợp để tổ chức thực hiện các cái hoạt động nhìn chung đó thì phải là có cái hiệu quả rất là cao như là cái phòng chống tội phạm nữ vòng chống tội phạm công tác bảo vệ an ninh tổ quốc nhiều cái hoạt động để giúp cho cái tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong thời gian qua đạt nhiều cái kết quả tốt. Tuy nhiên thì trong thời gian qua nó nhìn chung thì các hội đoàn thể cũng còn nhiều hạn chế, nhất là cái tình hình thành viên nó có hoàn cảnh nhiều khó khăn đi làm ăn xa. Thứ hai là cái kinh phí cái hoạt động trong các cái hội đoàn thể thì đối với trò đảng quỹ có chỉ đạo trong thời gian tới thì chỉ đạo cho cái chủ tịch mặt trận tổ quốc cũng như các hội đoàn thể phối hợp với các ngành chức năng cấp xã đặc biệt là ngành công an tham mưu cho, giúp cho đảng quỹ ủy ban trong công tác củng cố thành lập các cái đội dân phòng cũng như là các cái câu lạc bộ phòng chống tội tội phạm của nữ xã thì trong thời gian tới thì đối với đảng quỹ rất là quan tâm chỉ đạo thường xuyên để làm thế nào các hội đoàn thể hoạt động đảm bảo trong thời gian sắp tới xác định vai trò chức năng nhiệm vụ của các tổ chức quần chúng làm công tác giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Thời gian qua, quỹ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Long Điền Tây tích cực phối hợp với ban chỉ huy công an xã và quân sự xã làm tốt vai trò tham mưu cho đảng ủy, quỹ, quỹ ban nhân dân xã, chỉ đạo các đoàn thể thường xuyên củng cố, xây dựng các tổ chức quần chúng ngày càng vững mạnh, để phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn xã được triển khai có hiệu quả nội dung của các phong trào phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của người dân và phù hợp với điều kiện của địa phương. Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trong nội bộ và ngoài nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm với nhiều hình thức. Thì căn cứ vào cái kế hoạch của thường trực Quỹ ban mặt trận Tổ quốc huyện, sau đó về thì mặt trận cũng xây dựng cái kế hoạch phối hợp với các cái tổ chức chính trị xã hội thì kết hợp với cái ban chỉ huy công an trong công tác tuyên truyền giáo dục cho người dân để thực hiện các cái nhiệm vụ như phòng chống tội phạm trong đó thì mặt trận cũng tuyên truyền kết hợp với công an thành lập một số câu lạc bộ trong đó có điển hình câu lạc bộ phòng chống nữ phòng chống tội phạm câu lạc bộ cựu chiến binh không có tội phạm và các cái câu lạc bộ khác thì qua thời gian thì nó cũng thấy cũng chuyển biến tích cực thì tình hình đến nay thì cũng như tội phạm này giảm rất đáng kể để giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn thời gian qua công an xã Long Điền Tây cũng đã chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền phổ biến pháp luật sâu rộng trong quần chúng nhân dân phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc kết hợp với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và phong trào xây dựng nông thôn mới đấu tranh phòng chống tội phạm từ đó nâng cao nhận thức và tinh thần đấu tranh phòng chống tội phạm trong nhân dân nhờ các nguồn tin có giá trị do người dân cung cấp giúp lực lượng công an xã và huyện đấu tranh phòng ngừa ngăn chặn xử lý các vụ việc kịp thời ngay từ cơ sở chúng tôi tham gia tuần tra kiểm soát cùng kết hợp với quân sự của ban ngành đoàn thể nhắc nhở tiên truyền những hậu dân như là đậu xe mà không phá cổ xe cẩn thận không người quản lý chúng coi thì chúng tôi nhắc nhở từng hộ dân từ cho đó người dân nâng cao ý thức cái giai trò cảnh giác về phòng chống tội phạm đối với lực lượng công an chúng tôi thì có bốn câu lạc bộ nữ phòng chống tội phạm và một câu lạc bộ cựu chiến binh trong khi đó là có tám ấp thì có tám đội dân phòng và đặc biệt là có một đội lực lượng dân phòng cơ động ứng trực tại đơn vị trăm phần trăm để sẵn sàng chiến đấu cùng lực lượng công an của chúng tôi. Từ nguồn tin của người dân cung cấp cho lực lượng công an rất là có giá trị và chính đáng. Từ ngày sinh hoạt câu lạc bộ nữ phòng chống tội phạm và câu lạc bộ của dân binh thì tình hình tội phạm giảm so hơn năm rồi. Với sự giao cuộc quyết liệt của cấp ủy chính quyền và sự tham gia phối hợp tích cực của các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội và quần chúng nhân dân, thời gian qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở xã Long Điền Tây đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Kết quả từ đầu năm đến nay, xã đã tổ chức tuyên truyền tập trung được 18 cuộc với hơn 300 người tham dự, tuyên truyền cá biệt 9 trường hợp, tiếp thu 35 ý kiến đóng góp về tình hình an ninh trật tự, đồng thời đã cấp phát hơn 200 tờ rơi tuyên truyền về chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Cô lạc bộ nữ phòng chống tội phạm ở ấp Thanh Hải hiện có 35 thành viên là hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt thường xuyên. Dù bận rộn nhưng các chị vẫn cố gắng sắp xếp công việc đến họp mặt hàng tháng, luôn tích cực tham gia các hoạt động với tinh thần tự nguyện, cộng đồng trách nhiệm. Tham gia câu lạc bộ các thành viên được nâng cao ý thức phòng ngừa, tố giác tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, đồng thời còn vận động giáo dục con em, người thân trong gia đình mình chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không tham gia tệ nạn xã hội, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn trong cái hoạt động của những thành viên chị em trong phòng chống tội phạm đó là cung cấp thông tin cho công an xã, ban chỉ huy cho công an xã được là coi như hàng năm đều có đầy đủ, hàng tháng hàng đều có đầy đủ hết là cũng như trộm cắp nè, rồi đánh bạc nè, rồi đá gà nè, rồi tệ nạn xã hội ma túy thấy người lạ mặt lợi tố giác báo cáo lên ban chỉ huy của công an xã nhắc nhở con em là xe về giao thông chạy xe rồi nẹt bô hoặc giả là đi thì phải kiểm tra xe không có đi tai ta nạn xảy ra. Thì hình bây giờ là coi như trộm cắp này kia nọ, đá gà ma tí gì đó thì coi như bớt nhiều rồi, coi như không còn nữa. Cái ma tí là không còn nữa. Cũng như câu lạc bộ nữ phòng chống tội phạm, các thành viên trong câu lạc bộ cựu chiến binh phòng chống tội phạm ở ấp Vinh Điền, xã Long Điền Tây đều là những cựu chiến binh thường binh những người lính cụ hồ sau khi trở về địa phương, ngoài lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, thì mỗi người luôn muốn đóng góp sức mình, làm một việc gì đó giúp ích cho quê hương, nên đồng lòng tham gia câu lạc bộ, góp phần cùng địa phương giữ gìn an ninh trật tự. Để thực hiện tốt công việc này, thời gian qua, ban chủ nhiệm cùng các thành viên trong câu lạc bộ thường xuyên phối hợp cùng lực lượng công an xã, nắm tình hình quản lý đối tượng. Khi phát hiện những đối tượng lạ mặt ở địa bàn, hoặc tệ nạn xã hội như đá gà, số đề, bài bạc thì kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng địa phương. Hàng tháng chúng tôi cũng phân công từng đồng chí đến từng hộ gia đình mà cái có sai lầm trong đi đá, đá gà hay gì đó, giáo dục rồi cho mỗi người, dân người ta thấy được cái lợi hại và tệ hại xã hội như thế nào thì cô bác trong ấp đồng tình ủng hộ cho cao lạc bộ rất nhiều. Thì à, nói ngay từ ngày thành lập đến nay thì à, đội thì cũng cung cấp à, 8 cái nguồn tin. Như là ở đây thì về cái là tệ nạn xã hội là về đá gà, đánh bài thì cũng triệt à, xóa 8 cái nguồn tin à, là cho công an, công an đã xuống là xóa. Cái đội này tích cực đi đó mà nghe gọi là khi chi bộ mà nói ở chỗ đó có cái cái gì xảy ra là đội sẵn sàng đi liền tích cực hăng hái rồi đi làm, làm gì nhiệt tình từ ngày thành lập câu lạc bộ đến nay thì nói chung là nó chấp hành tốt các chủ trương đường lối của đảng nhưng mà nó cũng làm được nhiều cái vấn đề như mà trộm cắp tệ nạn xã hội các tệ nạn xã hội cũng là tiên truyền cho bà con không phải là riêng là cái cái cụ minh không còn đây là còn một cái cái nữ một câu lạc bộ nữ phòng chống tội phạm thêm là bốn tổ an ninh nhân dân đó, thêm một đội dân phòng từ đó về tình hình an ninh trật tự là luôn đảm bảo nhờ có sự tuyên truyền nhắc nhở của các thành viên trong câu lạc bộ nhất là vận động nhân dân tăng cường đoàn kết dân tộc chấp hành tốt các chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước tình hình an ninh trật tự ở các ấp trong xã đã có sự chuyển biến rất tích cực tình trạng vi phạm pháp luật hay tệ nạn xã hội trên địa bàn giảm xuống đáng kể thậm chí một số ấp hiện không còn các tệ nạn xã hội như trộm cắp đá gà hay đánh bài những việc làm hành động cụ thể của các thành viên trong câu lạc bộ cựu chiến binh phòng chống tội phạm đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội và giữ gìn an ninh trật tự. Trước ấp Vinh Điền chưa có thành lập cái câu lạc bộ mà câu lạc bộ cựu chiến binh mà phòng chống tội phạm thì tình hình an ninh trật tự nó cũng có diễn biến phức tạp. thì tính từ ngày thành lập câu lạc bộ đến nay cũng như các ngành đoàn thể tham gia thì cái tình hình an ninh trật tự của ấp thì nói chung là giữ dữ vững thì bà con người ta cũng tin tưởng vào cái năng lực cái cái sức đoàn kết của cái câu lạc bộ cựu chiến binh ra người, người ta cũng yên tâm cũng không có lo sợ gì về vấn đề mà trật tự trộm cắp rồi xảy ra Ở trước đây chi chưa mà thành lập phòng chống tội phạm á, thì cũng như lo lắng lắm cũng như là mà hàng xóm đó là là không có được yên mà từ ngày mà thành lập phòng chống đó thì nó cũng như giảm hơn và nó giảm hơn với là bà con cũng đỡ lo Ô mấy chú cũng như thăm hỏi rồi rồi dò xét này kia nhắc nhở cho nên mình cảm thấy yên tâm hơn dữ lắm thấy mấy chú mà lớn tuổi vậy á cái đầu đi mà theo mà ủng hộ hoặc là mà mà nhắc nhở mình đó thì mình cũng thấy an tâm và mình cũng thấy là thương mấy chú nhiều lắm. Dạ tại vì lớn tuổi rồi mà cũng còn sức để dẫn động bà con này kia nhiệt tình, em cũng mang ơn. Phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc ở xã Long Điền Tây và huyện Đông Hải nói chung đã góp phần khơi dậy sức mạnh của nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh chính trị và phòng ngừa tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Thông qua phong trào này còn củng cố phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước góp phần giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương giúp quê hương đông hải thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh ngày thêm dưỡng chắc